tin nhắn của Lê Châu Tuấn không có dấu. Câu hỏi thế này ạ. Con thấy trên Facebook của cô có đăng những stut không đúng về Pháp Luân Công. Con là người học Pháp Luân Công từ lâu và thấy những gì cô hiểu về môn này không đúng nên con muốn chia sẻ với cô ạ. Trước hết, Pháp Luân Công là chính Pháp, là truyền Pháp, truyền ra độ nhân thời mạt Pháp. Thích Ca Mâu Ni thời tại thế có giảng là khi có hoa ưu đàm lở sẽ có một người đến độ nhân. Trong những năm qua thì chỉ có Pháp Luân Công là truyền rộng khắp thế giới. Dù mới ra đời tới năm 1992 đến nay, đó chẳng phải là trùng hợp hay sao cô? Những người học Pháp Luân Công thì thu được rất nhiều lợi ích từ tâm đến thân, từ đó gây ảnh hưởng tốt đối với xã hội, như vậy, đây chẳng phải là điều mà nhân loại cần hiện nay, nhất là vào thời buổi đạo đức xa sút trầm trọng. Pháp Luân Công không liên quan đến chính trị như một số người đã hiểu sai. Vì sao ở Việt Nam, những người học Pháp Luân Công bị sách nhiễu vì chính quyền chúng ta chịu tuyên truyền từ Trung Quốc, nơi mà đã đàn áp dã man những người tu luyện theo chân thiện nhẫn vì muốn che giấu tội ác mổ cắp nội tạng của các học viên pháp luân công nên đảng cộng sản trung quốc đã dùng mọi thủ đoạn để che giấu nhưng luật nhân quả vẫn tồn tại và những ai làm xấu đều nhận quả báo cô có thể chưa hiểu rõ môn này nên có những phát biểu không đúng gây ảnh hưởng đến cộng đồng người học ở việt nam cô cũng là người tu luyện nên sẽ hiểu rõ về nhân quả, nghiệp đức. Pháp Luân Công là chính Pháp, vì thế câu không nên bài xích để mọi người hiểu sai. Trên đây, con chia sẻ với cô vậy thôi. Có gì, cô trao đổi thêm với con nhé. Chào cô! Thế là đây là Yến lại có duyên đối thoại, phải không ạ? Đấy, thì chỗ này, Yến sẽ nói thế này ạ. Yến sẽ chạch từng phần. Thứ nhất, Yến có phải là người bài xích Pháp Luân Công hay không? thì yến xin thưa. Tất cả những gì yến trả lời đều lấy từ nội dung của sách Pháp Luân Công và phân tích cho nên không gọi là bài xích. Bài xích là mình nói những điều không có căn cứ. Tức là mình tự nói ra ý kiến của mình, nói không có căn cứ và nói những cái điều mà người ta không nói còn khi yến nói về nội dung của quyển sách đã viết ra và yến nói về cái nội dung đó thì gọi là bình luận thì tất cả những con người trên thế gian này dù từ bé đến lớn đều dạy nhau đều có cái câu là nghe người ta nói thì phải suy nghĩ xem đúng sai thế nào mới theo thế cho nên bạn này không hiểu thế nào là bài xích Đấy, tức là khi người ta nói về vấn đề gì mình phải tìm hiểu đã cho nên trong cái bài học ngàn vàng ấy nó sẽ kể một câu chuyện về bài học ngàn vàng thế thì có một cái ông vua này ông rất là nghe lịnh thần vì ông ấy nghe lệnh thần cho nên ông ấy giết thiết trung thần đi rồi thế thì không ai bảo ông ấy nghe cả tại vì toàn nghe lệnh thôi không thẩm sát không tư duy về những cái điều mà trung thần người ta nói Lệnh thần nói đã tin ngay, cho nên là lệnh thần thì ghét trung thần, cho nên là lệnh để giết trung thần. Thế thì cái hôm đấy, cái ông này ông mới ngồi giữa đường. Ông ấy có một cái hộp nho nhỏ này này. Ông ấy bán. Thế thì vua đi qua thì ông ấy nhất định là ông ấy ở đấy ông ấy không đi nên thì míp cho quân lính xuống hỏi là tại sao lại dám chặn đường nhà vua? Thì ông nói là tôi không chặn đường nhà vua mà tôi có một cái hộp này bán rất đắt không ai mua được, chỉ có vua thôi. Bởi vì cái hộp này của tôi là nó đáng giá một nghìn lạng vàng. Nó rất là quý mà không phải mở ra ngay mà đã được đâu. Thế thì ông vua này ông mới tò mò. Đấy, ông mới không hiểu là tại sao lại có người lại gặp vua mà bán với giá một nghìn lạng vàng. Ông nói là nếu mà mua của tôi thì không được xem, tôi mới bán. Còn nếu xem thì tôi không bán. Mà đúng một nghìn nặng vàng thì tôi mới trao. Thế ông vua lại thấy mình là người giàu mà. Ai chả nhẽ lại mình lại không mua nổi cái này. Bảo ông không bán, mở ra thì nó mất linh thì tôi sẽ để tôi bán cho người khác. Thì cái ông vua này, ông ấy mua. Ông mua thì cái người này thì bảo là bao giờ ấy, mà có binh biến xảy ra tức là trong cái lúc mà không còn chỗ nào mà lương tựa nữa thì ông hẵng mở cái hộp này ra đó sẽ là cứu tinh cho ông thì ông này ông vua là ông về không bao lâu thì đất nước xảy ra binh biến lúc bấy giờ ông ấy mới mở cái hộp này ra thì trong đó chỉ có mấy chữ phàm làm việc gì thì phải suy tính đến hậu quả của nó Đấy. Thế thì ông này là do ông ấy nhẹ dạ cả tin, tức là làm việc không có tư duy, không có suy xét gì cả. Người ta nói đã tin, không có thẩm sát. Cho nên là lúc đấy ông cũng tin luôn cái ông này là cái hộp vàng này là quý, nhưng quả thật cái câu này là quý. Nhưng nó lại không quý ở chỗ là đến lúc hỏng hết rồi, còn đâu nữa mà suy xét cái gì nữa đâu cho nên nhân quả của ông là ông cái câu chuyện này nói lên nhân quả rằng là cái người ấy mà không chịu tư duy không chịu thẩm sát những điều mình đã nghe thì cái người này chỉ rút ra kinh nghiệm khi đã hoàn toàn thất bại. Đại chúng có thấy đúng không? Cái người nghe xong tin theo và không tư duy, không thẩm sát, không suy nghĩ chín chắn, không tìm hiểu mà đã làm theo thì bài học của người đó rất cay đắng. Tới khi thất bại hoàn toàn, người đó mới ra một câu, biết thế. Đấy, chúng ạ. Thế cho nên, Yến phân tích về Pháp Luân Công là Yến phân tích theo bậc trí thường làm. Yến làm việc này là bài học ngàn vàng, không mất tiền mua mà lại luôn luôn được sử dụng, chứ không thuộc về bài sách thế nhé, Thế là câu thứ nhất bạn không hiểu thế nào là bài xích, đấy, Cho nên bạn phải tư duy thật nhiều, chứ nếu không thì một câu nói của mình đã xa rời sự thật rồi, đấy. Phần thứ hai ạ, bạn bảo là pháp luân công không liên quan đến chính trị, cái chỗ này yến chỉ nói bạn là người mù mờ này, chính bạn đang liên quan đến chính trị mà bạn lại không biết rằng bạn ấy liên quan đến chính trị. Bạn viết Pháp Luân Công không liên quan đến chính trị như một số người đã hiểu sai. Vì sao ở Việt Nam những người học Pháp Luân Công bị sách nhiễu là vì chính quyền chúng ta chịu tuyên truyền từ Trung Quốc, nơi mà đã đàn áp dã man những người tu luyện theo chân thiện nhẫn. Vì muốn che giấu tội ác mổ cắp lội tạng của học viên Pháp Luân Công, nên Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dùng mọi thủ đoạn che giấu. Bạn ấy vì không có tư duy, không có thẩm sát, cho nên là nghĩ rằng đất nước Việt Nam này toàn người ngu thôi. Người ta không thẩm sát một sự việc mà chỉ nghe thấy Trung Quốc nói là không tốt, cho nên mình về mình cũng nói là không tốt. Thế đại chúng thấy có nói đánh giá thấp về những con người Việt Nam chúng ta không? Sao lại nói rằng là do cái người Việt Nam này bị sự tuyên truyền của Trung Quốc? Thế bây giờ Trung Quốc người ta tuyên truyền cái này đúng lắm, Việt Nam mình cũng cho là đúng à? Sao lại coi thường cái người Việt Nam của mình thế? Đúng không? Đất nước của chúng ta nhỏ bé thế này, chúng ta đã từng chiến đấu để giành lại độc lập, chúng ta đã đang bảo vệ đất nước. Thì trong số những người không tốt của nhân dân Việt Nam, còn có rất nhiều người tốt, nhiều người có trí, nhiều người có tâm mới bảo vệ, mới xây dựng được đất nước của chúng ta thế này. Đấy chúng thấy đúng không? trên thường những người mà không tư duy thì hay bị a dua nói một cách không có cơ sở đất nước của chúng ta quả thật là nhỏ bé thù trong giặc ngoài thì nhiều như thế có những thành phần không tốt nhiều người không biết cứ nhìn vào những người không tốt đó đánh giá đổ đồng là không tốt nhưng quả thật nếu dân tộc việt nam chúng ta lãnh đạo hoàn toàn là người không tốt thì đất nước chúng ta không thể giữ vững đến bây giờ đây chúng có thấy đúng không đấy chúng ta chuyển mình từng bước từng bước một đại chúng cứ thấy là chúng ta chuyển mình từng bước từng bước một từ lúc lạc hậu phải đi xin hết tất cả các thứ đến bây giờ chúng ta mở cửa hội nhập thế thì con người việt nam của chúng ta có thông minh không có những người sống có trách nhiệm không có những người vì hạnh phúc của nhân dân không phải có chứ chúng ta là những người chưa đóng góp được gì đấy này tại sao chúng ta lại cứ oán trách đúng không Đáng nhẽ chúng ta là công dân thì chúng ta phải làm cho tình hình đất nước mình đừng có thù trong nữa. Đúng không? Mỗi người phải sống có trách nhiệm với mình, mỗi người phải biết sửa chữa chính mình thì đất nước chúng ta sẽ đi lên. Đúng không ạ? Mỗi chúng ta đều sửa chữa chính mình. Thế thôi chứ. Còn thường không làm được việc ấy, thì lại hay lắm chuyện. Thầy chúng ạ, cái người nào là người mà lắm chuyện nhất là các cụ nói là lo bò trắng răng là những cái người hay lào xào chuyện thì không giải quyết được nhưng mà hay phê phán hay lên án hay chỉ trích đúng không nhưng mà nếu mà việc đến tay mình thì chính cái người mà hay phê phán không nghĩ đến công lao của người khác không biết ơn người khác những con người đấy là những con người ăn hại nhất ạ tại vì luôn luôn làm quấy rối tình hình nhé trên cái việc này là bạn ấy đang liên quan đến chính trị coi thường một dân tộc việt nam chúng ta coi thường thế hệ đi trước coi thường thế hệ hiện tại và coi thường thế hệ mai sau của dân tộc ta mà bạn lại không biết nếu như đất nước mình mà chỉ đi nghe người khác xong là về làm như thế thôi thì làm sao chúng ta còn thế này đúng không các bạn bây giờ trên mạng các bạn mở ra rất nhiều chỉ có một việc nhỏ của mình thôi tất cả những cái mà người ta nói xấu về nhân dân nhiều hơn là người nói tốt Thế thì bây giờ ở lãnh đạo Người ta cũng là người bình thường như mình Người ta cũng có vợ, người ta cũng có con Đại chúng thấy đúng không? Người ta cũng thấy dòng tộc Thế nhưng ai là người lo đối ngoại cho mình? Ai là người lo cho đất nước mình đến như thế này? Mình có làm được chưa? Đại chúng thấy đúng không? Bản thân mình có làm được đâu Đấy, nhé Cho nên là chúng ta đừng vô ơn Thì chúng ta sẽ có được những người lãnh đạo Có phước được cầm quyền. Còn chúng ta mà là những người vô ơn, chúng ta là những người không có trí, thì nhân quả đấy khiến cho chúng ta sẽ có những cái người mà phá hoại đất nước này nên lãnh đạo để cho chúng ta phải chịu cái quả báo mà chúng ta gây ra vô ơn, vô nghĩa. Thế cho nên chúng ta là chính báo, lãnh đạo chỉ là y báo thôi. Theo con mắt của Phật Pháp, Đại chúng thấy đúng không? Đấy, Yến sẽ nói cho đại chúng. Nếu như Yến mà sống hàng ngày tốt, một nghìn người sống như Yến hàng ngày tốt, không gây tâm đấu tranh, thì mình không có quả báo bị chiến tranh. Vì không có quả báo bị chiến tranh cho nên cái người lãnh đạo mình, người ở trên mình, người lo cho mình, phải lo cho mình được một đất nước hòa bình khiến cho mình không bị chiến tranh. Đại chúng thấy đúng không? Cho nên chúng ta đừng đổ lỗi cho ai, mà hãy nhìn vào chính mình mình có được hưởng hòa bình hay không mình nhìn vào tâm mình thì mình sẽ biết mình có được hưởng hạnh phúc công bằng hay không mình nhìn vào tâm mình mình sẽ biết nhé mình muốn xem tương lai đất nước của mình tốt đẹp hay là đi xuống thì mình nhìn vào cái đức của mình thì mình biết nếu cái đức của mình nó tốt đẹp lên thì đất nước chúng ta sẽ phồn thịnh còn cái đạo đức của chính mình mà cứ giảm đi thì đất nước của chúng ta sẽ lầm than đấy là chính báo và y báo trong đạo phật thầy chúng có thấy đúng không nhé thế cho nên bạn ấy đang liên quan đến chính trị mà bạn lại không biết bạn liên quan đến chính trị thế còn bạn nói là những người học pháp luân công thì thu được rất nhiều lợi ích từ tâm đến thân thì yến đã chạch quá nhiều rồi quả báo ngu si của lý hồng chí rồi học viên pháp luân công ăn nuốt lẫn nhau những cái video đấy yến đã nói nhiều rồi cho nên ở đây bạn đừng nghĩ là thu được lợi ích từ thân đến tâm một ngày các bạn phát chính niệm bao nhiêu phút để tiêu diệt thì các bạn không có tâm an lạc và giải thoát được cho nên không thể có lợi ích được. Yến sẽ trải tiếp ạ. Pháp luân công là chính pháp, là truyền pháp, gia độ nhân thời mạt pháp. thì Yến sẽ giải thích về phần chính pháp và tà pháp theo con mắt của thế gian. trong tâm của chúng ta, từ đầu chúng ta xét tâm của chúng ta có tâm chính và tâm dế, tâm tà, tâm thiện và tâm ác, thì chúng ta quan niệm và chúng ta cho đó về một cái quy định chung tâm mình thiện thì mình cho là chính. Tâm mình ác thì cho là gì? Cho là tà. Nếu như mà mình thứ nhất là không sát sinh tức là ai mà xâm phạm vào mạng sống của mình thì mình gọi đó là tà. Đúng không? Ai mà có hành động ăn cắp ăn trộm của mình thì đó là tà. Ai mà nói dối thì gọi là tà. Ai mà nói theo dệt hai lưỡi độc ác, ác khẩu, tức là tất cả những lời nói khiến hại người khác thì gọi là tà. Đấy. Và thứ nữa, trong một cuộc sống vợ chồng, nếu mà ai đi xâm phạm vào gia đình của người khác, hạnh phúc của người khác gọi là tà. Đúng không? Và trong trí tuệ của mình, thì nếu như mình say xưa, mình nghiện ngập một vấn đề gì đó thì làm cho mình nó u tối đi thì gọi là tà. Thế còn không sát sinh, không trộm cắp, không dối náo hai nưỡi theo dệt, nói những lời lành thiện, chân thật và không xâm phạm gia đình người khác và không say xương, nghiện ngập thì mình cho là gì? Là chính nhé. Về tà và về chính đối với các pháp trong tâm thì nó là như thế. Còn đối với các pháp giải thoát thì mình còn ái thì tức là mình còn ràng buộc người ta với mình thì không thoát được. Đấy chúng thấy đúng không? mình không còn ái ai nữa mình bình đẳng tất cả chúng sinh với như nhau cả thì mình không còn ái ai mình bình đẳng người cần cái này thì mình có thể giúp họ cái này người kia cần cái kia có thể giúp họ cái kia tức là mình không bị ái ràng buộc thì mình sẽ giải thoát không vì tham ái ràng buộc thì mình giải thoát đó là chính thấy chúng rõ chưa còn nếu như mình còn ràng buộc thì khiến cho mình đau khổ thì mình gọi là tà tức là tà trong cái khổ và cái giải thoát nhé. Tức là một cái là giải thoát và một cái là ràng buộc. Thì mình cho giải thoát hạnh phúc là chính. Còn những cái mà đưa cho mình đến đau khổ chìm đắm thì là tà. Đấy mình phân tích ra chính và tà. Thế còn thế nào mà bạn ấy nói rằng là trước hết Pháp Luân Công là chính Pháp thì Yến sẽ phân tích thế này là chính Pháp ạ. Cái mà danh chính ngôn thuận của Pháp Luân Công truyền pháp đã là tà. Vì chính pháp Luân công nói rằng pháp Luân công không phải là tín ngưỡng, không phải là tôn giáo. Nhưng một mặt thì lại nói rằng pháp Luân công là một trong 84.000 pháp môn của Phật gia để tu luyện cho con người ta thành thần, đấy đã là tôn giáo, đấy đã là tín ngưỡng rồi, cho nên trong danh chính ngôn thuận thì đã là tà rồi. Tức là dối rồi dối gạt và che đậy chối bỏ mình có truyền pháp mình có tín ngưỡng mình tu hành để thành thần đấy là một tín rồi đấy là thuộc về tâm rồi đấy đấy tín tâm và có con đường tu cho chính mình thì đó đã gọi là tà rồi đấy, nhá. đấy là danh chính ngôn thuận thì đã đứng phải dối gạt người khác và nó không công khai khi mình hoạt động về tôn giáo nhưng mình lại nói là không tôn giáo không đăng ký không ai kiểm soát được mình đó nó gọi là tà tâm rồi. Đấy, đấy đã gọi là tà tâm rồi. Và mặt nữa là đối với chính pháp của Phật, tại vì nói là tu trong đạo Phật là pháp môn của Phật ra, nhưng pháp môn của Phật là có nhân có quả. Không có ai ban phước và giáng họa cho mình từ việc làm trên thân khẩu ý của mình làm thiện hưởng phước thiện làm ác phải chịu ác. Nhưng mà giáo pháp của Lý Hồng Chí thì nói rằng Lý Hồng Chí gạch tên của các học viên trong địa ngục, đấy đã là tà rồi. Ông Lý Hồng Chí không thể cho ai được cái gì cả. Ông ấy chỉ có thể dạy cho người ta người ta làm theo được cái gì thì người ta hưởng cái đó, chứ không thể như thế được. Vì thế đó gọi là tà rồi. Đấy nhá. Còn nhiều còn nhiều cái mà Yến đã phân tích để cho ông biết rằng ông nói dối, vì nói dối cho nên là tà. Thứ nhất là ông bảo là Phật Thích Ca chưa chứng đến tầng Như Lai. Phật Thích Ca thuyết là pháp thấp, còn ông ấy thuyết là pháp cao tầng. Cái chỗ này đã là tà tâm rồi, dối gạt rồi, bởi vì ông ấy chưa từng cùng với đức Phật của mình, thứ nhất là đấu về thần thông. Ông ấy chưa từng vì trong kinh của Phật nói thần thông của Phật rất nhiều. Thứ hai là đấu trí cũng chưa từng cho nên là sao lại nói người cao kẻ thấp. Đúng không? Đây là cái giọng điệu là phỉ báng người, tôn mình lên. Đấy là cấu uế của tâm. Những cái lời nói dối láo, đấy là ông đã thuộc về tà rồi, là một con người sống với cái tâm tà rồi. Và nói ra những điều tà rồi khiến cho tất cả những người đi theo ông đều tà rồi và một điều nữa ông ấy nói rằng học viên pháp luân công của ông ấy là những người mà tu luyện để cứu độ chúng sinh thì điều đó đã là tà bởi vì cái pháp của ông ấy đưa đến không đưa cho chúng ta hiểu về nhân về quả mà lại phải chính ông Lý Hồng Chí ông mới gạch tên thế mai ông chết đi rồi, Ê, mai ông chết đi rồi Ai là người gạch tên? Đã tà rồi lại còn tà thêm. Tại chúng thì đúng không? Đấy, Yến chỉ nói rất thấp thôi. Thế còn một phần nữa về chính pháp và mạt pháp. Yến phân tích về cái chữ chính này nữa ạ. Tức là Phật Thích Ca khi mà Ngài dùng ngôn thuyết thì đó gọi là chính pháp của Phật Thích Ca, tức là chính Phật Thích Ca thuyết ra. Thế rồi vào đến thời tượng Pháp, tức là những đệ tử đã chứng đắc của Phật thuyết ra và đến thời mạt pháp thì là kinh sách để lại không do từ các bậc đã chứng đắc thuyết ra mà chỉ là do kết tập thôi thế rồi đến thời tận pháp tức là lúc bấy giờ kinh sách của phật không còn nữa đấy là chính pháp của phật thế còn ví dụ như là đạo thiên chúa người ta cũng cho người ta là chính pháp đây là chính pháp là theo cái nghĩa này tức là lúc đúng thời mà Ngài giê -xu ấy, Ngài ấy nói ra thì đó là thời chính. Và đến bây giờ là không có ai như Chúa giê -xu nữa thì cũng gọi là mạt, cũng giống bây giờ chỉ còn sách để lại thôi, cũng gọi là mạt. Và đến lúc nào người ta không dùng sách của Chúa giê -xu nữa thì gọi là tận. Đấy tức là nó không còn nữa không tồn tại. Thế còn cái Pháp Luân Công này, nó là chính Pháp gì là do chính Lý Hồng Chí nói ra thì gọi là chính. Sau này những cái gì mà ông Lý Hồng Chí chết đi rồi do đệ tử của ông ấy nói ra thì là mạt. Và đến lúc mà không ai dùng cái pháp của ông ấy nói ra nữa thì gọi là tận. Đấy, chúng hiểu thế nào là chính pháp, mạt pháp và tận pháp chưa? Đấy nhé, pháp thì có chính tà này và có những cái giáo chủ cũng theo đó là chính và tà. Thế còn pháp của Phật yến sẽ nói ra vì sao lại gọi là có thời chính pháp và pháp của phật người ta ông nói rằng thế này này pháp của phật ở đây là không thuyết giảng được nữa cho nên là ông ấy ra đời ông ấy độ sinh yến sẽ phân tích cái chỗ này để cho mọi người rõ là pháp của phật độ cho những ai và khi nào thì pháp của phật không có ai dùng nữa thỉnh cầu thuyết pháp tức là khi mà đức phật chứng ngộ dưới cội bồ đề thì Ngài thấy cái Pháp của Ngài mà chứng ngộ đấy, nó quả thật là cao siêu, khó người thực hành được, khó người đi đến con đường giải thoát giống Đức Phật được. Cho nên khi vừa chứng đạo thì có một tư tưởng như sau, Yến đọc bài kinh ạ. Ngài đi từ gốc cây Rayatana đến gốc cây Apana, lúc ngồi trầm tư những tư tưởng sau đây phát sinh giáo pháp mà như lai đã chứng ngộ quả thật thâm sâu huyền diệu khó nhận thức khó lĩnh hội vắng lặng cao siêu không nằm trong phạm vi luận lý tế nhị chỉ còn bậc thiện trí mới thấu hiểu chúng sinh còn nuyến ái trong nhục dục ngũ trần lý nhân quả tương quan tùy thuộc phát sinh là một đề mục rất khó lĩnh hội và liết bàn trạng thái chấm dứt mọi hiện tượng phát sinh có điều kiện từ bỏ mọi khát vọng tiêu diệt mọi tham ái không luyến ái và chấm dứt cũng là một vấn đề không phải dễ lĩnh hội nếu như lai truyền dạy giáo pháp ấy kẻ khác ắt không thể hiểu được thật là phí công vô ích thật là phí công vô ích tức là pháp của phật cho những người thực hành thì người ta phải thực hành thế nào phải thực hành này từ bỏ mọi khát vọng tức là khát vọng trong tham dục bình thường tiêu diệt mọi tham ái tức là người nào còn tham người nào còn ái luyến thì không thực hành được tại vì pháp này là pháp đưa đến giải thoát toàn bộ chứng đắc niết bàn hưởng hạnh phúc vĩnh viễn không bao giờ trở lại đau khổ nữa đấy là cái tột cùng cao nhất của giáo pháp của phật không luyến ái và chấm dứt là một vấn đề không phải dễ lĩnh hội Đấy, giáo pháp của Phật đưa con người ta đến như vậy cho nên không thể dễ lãnh hội được. Thế thì khi Đức Phật Thấy giáo pháp của Ngài khó truyền là do chúng sinh làm sao? Còn nhiều tham ái, còn thích ràng buộc. Cho nên Ngài nghĩ là Ngài thuyết ra, người ta sẽ không thực hành. Đại chúng nhé, người ta không thực hành. Cho nên Ngài có ý định không thuyết. Nhưng rồi thì Chư Thiên thấy được cái tư tưởng như vậy của Ngài. Cho nên Chư Thiên thỉnh cầu Ngài thuyết Pháp. Nhưng thực chất các đức Phật là các ngài không có tạo tác muốn thuyết pháp phải có người thỉnh cầu cho nên tư tưởng đó theo nhân duyên độ sinh mà phát sinh để chúng rõ chỗ này chưa theo nhân duyên độ sinh theo nguyện từ bi của chư Phật cho nên tư tưởng đó phát sinh chứ không phải ngài không tinh tấn mọi người phải hiểu chỗ này nhé thì khi cái tư tưởng đó phát sinh rồi thì mới có duyên cho chư thiên đến thỉnh pháp và Chư thiên đến thỉnh pháp, ngài mới thuyết pháp. Đó là năng lực từ bi và trí tuệ của ngài phát sinh ra các pháp phương tiện như vậy. Đấy đại chúng nhớ nhé. Thế thì khi ngài nhận lời thuyết pháp thì Đức Phật trả lời thế này, ba lần thỉnh thì Đức Phật mới trả lời. Lạy hỡi Phạm Thiên, Như Lai thầm nghĩ, người còn vấn vương trong tham ái và sân hận không dễ gì lãnh hội được giáo pháp mà như lai đã chứng ngộ người tham ái chìm đắm trong đêm tối bị đám mây mù tham ái bao phủ sẽ không thấy được giáo pháp bởi giáo pháp đi ngược dòng với tham ái giáo pháp sâu kín thâm diệu khó nhận thức tế nhị và suy ngẫm như thế như lai chưa quyết định thuyết pháp đấy là lần thứ hai thỉnh ngài nói như vậy khi ngài phạm thiên ngái thỉnh đến lần thứ ba thì đức phật lúc bấy giờ ngài mới bắt đầu khởi duyên độ sinh khi phạm thiên cung thỉnh lần thứ ba đức thế tôn dùng thiên nhãn quan sát thế gian ngài nhận thấy rằng chúng sinh kẻ ít người nhiều đều có bụi trong mắt có bụi trong mắt tức là cái tham ái đấy người thông minh sáng suốt kẻ ngu muội tối tăm bản tính của người này tốt người kia xấu có chúng sinh dễ dạy cũng có chúng sinh khó dạy và một số ít khác với lòng biết no sợ nhận thấy mối hiểm họa của một kiếp sống trong tương lai tức là cũng có những người gọi là biết no sợ biết sợ cái mối hiểm họa đến trong tương lai tức là biết sợ nhân sợ quả cho nên ngài thấy như thế cho nên ngài thuyết pháp tức là độ những chúng sinh biết có nhân duyên biết tìm hiểu về nhân quả, biết sợ nhân quả, họ sẽ bắt đầu chuyển hóa, tức là sử dụng giáo pháp của Phật để tu hành chuyển hóa cho mình rồi đi đến chứng đắc. Thế thì ông Lý Hồng Chí ông nói rằng Pháp của Như Lai đến thời mạt Pháp này không dùng được nữa mà ông ấy ra, ông ấy thuyết. Chỗ này Yến phân tích thế này ạ. Pháp của Phật là dành cho những người tin nhân quả và muốn giải thoát sử dụng thế còn ông ấy thuyết cho những người không sử dụng pháp của phật nữa thì những người không sử dụng pháp của phật thì là những người thế nào nó sẽ ngược lại với những nhân duyên của phật tức là cái người mà lãnh hội giáo pháp của phật thì là những người biết lo cho đời sống mai sau biết tin nhân quả thế còn những người là học viên pháp luân công thì là những người không sợ nhân quả thứ nữa là người mà biết dụng pháp của Phật là những người sẽ biết là trừ bỏ tham ái thì sẽ dùng pháp của Phật còn những người tham đắm và ái nhiễm thì sẽ dùng pháp của ông Lý Hồng Chí cho nên chính thời bây giờ ông Lý Hồng Chí đang có vợ và đang có con đang có tài sản mà bây giờ tất cả học viên pháp luân công đều không thấy ở đâu thế đại chúng thấy không thế pháp của ông là có tham ái tài sản hiện hữu còn như phật của chúng ta thì khi xuất ra ngài đã từ bỏ tất cả vì có từ bỏ cho nên mới thương yêu chúng sinh một cách bình đẳng đại chúng ạ à, thế còn ông lý hồng chí thì ông còn có vợ có con thì đương nhiên làm sao bình đẳng được ông không bình đẳng ở chỗ nào học viên của ông ở bên trung quốc ông ấy nói ra là bị cướp mổ nội tạng thì ông đã cắp vợ cấp con chạy đi mất rồi Thế thì cái pháp của ông là pháp tham ái mà đã tham ái sân giận thì không phải là pháp cứu độ chúng sinh được. Cho nên những người trong thời mạt pháp là những người gì? Là những người tham ái nhiều quá, nhiều người tham ái quá cho nên không dùng pháp của Phật. Đến thời tận pháp thì là những con người sinh ra thời tận pháp là họ có nhân quả ác rất nhiều và không có thiện không còn đầu óc để quán nhân quả nữa ví dụ như những anh nghiện những anh chấn nột giết người ấy, người ta làm gì có hiểu nhân quả đâu mà khi nói đến nhân quả thì họ lại chửi lại đấy chúng thấy đúng không cái tính ác nhiều quá cho nên họ không có nhân duyên và không công nhận nhân quả đấy không công nhận nhân quả thế thì ông lý hồng chí này pháp của ông ấy lui dưỡng ra những chúng sinh tham ái và độc ác còn pháp của Như Lai của Đức Phật Thích Ca là pháp đoạn trừ tham ái, sân giận, đưa đến từ bi và trí tuệ. Thấy nhé, hai cái dòng khác hẳn nhau. Đấy chúng ta hiểu khi mà chúng ta nghe lại nói rằng là thời mạt pháp pháp của Phật Thích Ca không dùng được nữa mà pháp mà ông Lý Hồng Chí ra đời để đưa cái pháp mới phù hợp. Pháp của Phật Thích Ca đưa đến giải thoát của pháp của ông Lý Hồng Chí đưa đến đau khổ bởi vì ông ấy tu luyện nên làm thần mà thần thì lại là chúng sinh trong lục đạo đấy chúng ạ, nhá, yến sẽ chia ra cho đại chúng biết này, thần là thuộc ở đâu là quỷ thần, thì có ác quỷ thần và thiện quỷ thần và chúng nằm trong cõi ngã quỷ đấy chúng ạ, nhá, chúng ta có là địa ngục này, ngã quỷ này súc sinh này, người này, trời này, atula thì Atula là dành cho những cái chúng mà sân hận nằm khắp trong năm sáu cõi kia là chúng sân giận riêng Atula thế còn thần thì vẫn có là nằm trong cái cõi của ngã quỷ cho nên nhiều cái người ta phân chia ra thôi ví dụ như là trời thần rồng quỷ nhưng rồng cũng là nằm trong cái cõi là xúc sinh một là xúc sinh hai là khi mà rồng không mang tướng xúc sinh thì vẫn cứ nằm trong cứng ngã quỷ nhưng là xúc sinh nhưng nó có thần lực mình gọi là thần thầy chúng nhé thần lực hơn cho nên mình gọi là thần cho nên là học viên pháp luân công ấy lại tu để làm ngã quỷ tức là làm thần thôi nhé tức là thần này nó có oai lực hơn một chút nhưng mà thực chất học viên pháp luân công vì tà kiến thế này cho nên tu mà lại phỉ báng phật thích ca thế này thì làm ngã quỷ cũng không xong mà phải xuống địa ngục chả quả báo đã chứ không có ông lý hồng chí nào gạch cái địa ngục cho mình đâu nhân quả mình gieo thì mình phải chịu không thể nói là không chịu được không có ai mà lòe bịp mình là mày cứ làm ác đi tội đâu tao chịu người thấy là người không có thẩm sát đúng không mày cứ đi làm tao đã lo hết cho mày rồi không phải lo đâu đấy là gặp ngay phải tên bịt bợm đấy vậy chúng thế đúng không chứ còn đâu những người có trí người ta bảo là nghe tao nói hay là mày nghe ai nói mày phải xem đã cái việc đấy làm có lợi cho mình không đã phải tư duy xong mày tự tư duy mày tự quyết định đấy thế mới là đúng cho nên phật nói thế này này phật bảo chúng ta là chớ nghe lời nói đấy từ một vị có uy quyền chớ nghe từ truyền thống chớ nghe từ vị đạo sư tức là phật cũng là đạo sư đấy chớ vội tin từ lời nói phát ra từ người có uy quyền người chớ vội tin lời nói được phát ra từ vị đạo sư của mình mà sau khi nghe các ông phải tư duy điều đó là thiện mang đến lợi ích cho mình mang đến lợi ích cho mọi người các ông hãy tin và hãy làm theo đấy phật còn dạy thế mà đây ông lý hồng chí thì ông ấy làm đủ trò rất là khổ tức là đọc sách của ông ấy là phải đốt hết các cái loại sách khác đi nếu không đốt thì không hiểu được đấy tức là ông ấy toàn đưa ra những cái trò rất là bịt bợ Tôi cứ để trong nhà tôi hàng nghìn quyển sách, tôi đọc sách nào đấy là do trí tuệ của tôi chứ. Làm sao quyển sách kia lại vào đây với quyển sách này mà lại bảo can nhiễu? Thế Yến chỉ hỏi mọi người thôi. Người ta học môn văn, môn toán, môn lý, môn hóa. Thế ai chỉ nhớ cứ học môn văn thì đốt hết sách của môn toán, môn lý, môn hóa đi à? Đúng không? Thế xong học môn toán về lại đốt hết những cái sách kia mới học môn này nó mới giỏi được à? Cái điều đó là nghịch lý. Đấy, đó là ông ấy đã gây tội ác cho những người mà theo ông ấy làm ra những cái trò bịt bợ thế rồi không cho người ta tư duy không cho người ta tự chủ đi theo một cách mù quáng thế này bảo nếu mà không như thế thì nó không đạt cao tầng mà không biết cao tầng là cao tầng gì cũng chịu tại vì bây giờ ông chưa bay lên trên không ông chưa phân thân đại chúng của ông đã nhìn thấy đâu mà cao tầng đây chúng thấy không? với chỉ một từ cao tầng không có thể hiện mà lại không có bảo mình là hãy làm như nào ở trong phật pháp của mình rõ ràng hết luôn tâm gồm có những tâm gì đối xử với vợ chồng thế nào với gia đình ra sao đối với tứ trọng ân thế nào tức là dạy mình từng ly từng tí trong khởi niệm của mình thế nào là thân thế nào là tư tưởng thế nào là tâm thế nào là nhận thức đấy đại chúng thấy đúng không dạy mình chi tiết nhưng ở kia thì chỉ có mỗi chữ ba chữ chân thiện nhẫn dán vào cái mát ở bên ngoài giống như vỏ chai có cái mát ấy thôi còn bên trong thì cấu uế bẩn thỉu mà không biết gì Đấy nhé, đấy là Yến phân tích xong về chính pháp và tà pháp. Đấy là gọi là pháp luân công không hiểu gì về mạt pháp, không hiểu về chính pháp, không hiểu thế nào hết. Đấy. đấy, Lý Hồng Chí, lè bịp. Còn phần nữa là bạn ấy nói thế này ạ, tức là Thích Ca Mâu Ni thời tại thế có giảng là khi có hoa yêu đàm lở sẽ một người đến độ nhân. Trong những năm qua thì chỉ có Pháp Luân Công là truyền khắp thế giới. Dù mới ra đời từ năm 92 đến nay đó chẳng phải là trùng hợp hay sao? Ở đây thì còn trong sách của Pháp Luân Công còn nói rằng là Đức Phật Thích Ca dạy rằng ba nghìn năm hoa yêu đàm lở thì khi hoa yêu đàm lở sẽ có một vị Phật ra đời để độ sinh. Chỗ này Yến bác bỏ luôn. Không có một cuốn sách nào của Phật nói như vậy cả mà kinh của Phật chỉ nói thế này thôi. Một bậc chính đẳng chính giác sinh ra đời hiếm như hoa yêu đàm ba nghìn năm mới lở một lần. Tức là hiếm như thế chứ không phải là khi hoa yêu đàm lở thì sẽ có một vị Phật. Đấy là xuyên tạc hoàn toàn. Đấy, ví dụ như Yến chỉ nói thế này thôi. Cái người mà được ở cái lớp của cái trường của tôi ấy, là toàn học sinh dốt thôi học sinh giỏi hiếm như là người trúng sổ số độc đắc thế thì không phải là cứ có người trúng số độc đắc thì trường tôi có một học sinh giỏi cũng không phải là cứ trường tôi có học sinh giỏi thì một người trúng số độc đắc đấy là hiểu sai lầm đúng không tức là một vị mà chứng được rất là vạn kiếp mới có được một vị chính đẳng chính xác ra đời khi vị chính đẳng chính xác ra đời vị sẽ ban bố pháp khiến cho chúng sinh thực hành mà thoát khổ cũng giống như là hoa ưu đàm rất là hiếm khi lở ba nghìn năm mới lở một lần thấy nhá cho nên là cái này là xuyên tạc kinh Phật để mà nhận vơ rằng là ông Lý Hồng Chí là do Phật ấn định là ra đời Bây giờ lại còn nói về cái phần là Phật ấn định ra đời. Thế Phật đã rốt hơn rồi. Ông bóng giảng cao tầng Phật rốt hơn mà lại ấn định được à? Cho nên là những cái lời nói gọi là xuyên tạc, ngộ nhận để lừa bịp người ta. Những người không biết có cái ác nghiệp thì mới phải rơi vào Pháp Luân Công đại chúng ạ. Mới học theo Pháp Luân Công mới không tư duy được ra những cái điều này. Những cái điều thật sự là đơn giản mà những người học viên Pháp Luân Công không tư duy được. Yến sẽ kể cho đại chúng nghe là ở trong cái Pháp Luân Công ấy, người ta chiếu ra những cái mà nó hoa, nó màu trắng, nó mọc ở trên sắt, trên các thứ đấy. Thì ở Việt Nam của chúng ta rất là nhiều và các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu nó là do mốc mà sinh ra, tức là lấm mốc mà sinh ra. Thế thì nó có thể lấm mốc, nó sinh ra từ cái lấm mốc sạch. Ví dụ như ở trong chùa, trong Bình Phước gì thì, thì mọc ra từ miệng của Phật do mình không tìm hiểu về pháp luân công cho nên pháp luân công là cái bên duy nhất đưa ra đấy là hoa ưu đàm cho nên mọi người cứ tưởng là phật giáo mình nói đấy là hoa ưu đàm trên những người con phật cứ tưởng là phật giáo nói ra cho nên là tin là phật giáo nhưng đây không phải là phật giáo nói ra mà do ông lý hồng chí và học viên pháp luân công nói ra và yến xin thưa rằng đấy gọi là cái ẩm mốc liên tục nhà chị thắm nhà mẹ chồng chị ở quảng yên ấy, nó còn mọc ra ở cái lồng chim lồng nuôi chim ấy chị cũng mang lên chùa và yến thì có ba người gọi điện có một người với đẻ xong đã gọi điện cô ơi, cô ở cổng nhà cháu ở trên cái thanh sắt mọc hoa yêu đàm cô ạ nó như là ở trên trang mạng đưa ấy nó mọc ra thế cháu mới sinh ra thì con cháu thấy thế nào bảo hoa yêu đàm cô chưa nhìn thấy và chưa ai nhìn thấy cho nên đấy là hoa yêu đàm tự bịa chứ làm gì ai nói đấy là hoa yêu đàm đâu ai là người được phật chỉ cho là hoa yêu đàm giơ tay trên thế gian này làm gì có ai sống từ thời Phật đến bây giờ mà chỉ. Đúng không? Cho nên là trong nghiên cứu thì chưa có một cuốn sách nào nói về hoa ưu đàm và chưa tìm thấy nguồn gốc hoa ưu đàm ở đâu cả. Đấy, chỉ có khi nào mà ba nghìn năm nó lở ở đâu đấy thì không biết thôi. Và không biết ba nghìn năm đấy là tính từ năm nào thì không biết và cũng chẳng biết hoa đấy của nó màu gì cả. Tức là chỉ có Phật biết thôi. Đấy, đại chúng thêm. Tức là Phật sinh ra ở nước Ấn Độ nhưng bây giờ hỏi cả dân tộc Ấn Độ cũng không biết hoa ưu đàm là hoa gì. Thế chúng ạ, à, thế mà ở đây Việt Nam mình lại mọc tức là năm nay cũng có rồi từ nay chỉ đi mãi mãi cũng có chứ. Từ cái năm 92 cũng đòi là có đấy và mới đây liên tục có. Thế đâu có phải là 3.000 năm đâu. Nếu tính từ thời Đức Phật đến giờ đã 3.000 năm đâu. Thế chúng thấy đúng không? Cho nên đây là một cái sự lừa bịp. Ví dụ cái bông hoa này thì lên miền núi nó không có đại chúng ạ nó không có thế yến cắm lên đây một cái hoa ui rổ ôi cái hoa này lên đây ở đây là sắp là cái người của cái bản này nên làm vua của đất nước việt nam rồi đấy đấy thấy ông thấy xem tất cả đây làm gì có mỗi ở đây có cái hoa này thôi thế là cái bọn miền núi kia chẳng biết gì chưa nhìn thấy bao giờ bảo ừ nhỉ mình đi suốt từ núi lọ đến núi kia làng lọ bản kia không có chắc cái người này nói đúng đấy nó dễ lừa bịt người ta xong sau đó rồi lại lừa bịt chính mình đại chúng ạ cái đấy là cái lấm mốc bây giờ là rất nhiều và sau này cũng còn rất nhiều vô số bởi vì nó là lấm mốc bà yến cũng nói với đại chúng này có những loại vi khuẩn và có những loại thực vật bây giờ chưa có nhưng đến sang năm lại có mười năm sau lại có đại chúng có thấy đúng không nó lại lại có chứ Đâu có phải chúng ta biết hết được đâu. Những nhà nghiên cứu cũng còn chưa nghiên cứu hết được. Năm nay nó phát sinh cho nên chúng ta mới kính thưa đại chúng này. Chúng ta có từ thời khủng long cho đến bây giờ. Thế có phải là có sự tiến hóa không? Đấy, nó có sự tiến hóa. Cho nên là đến một lúc nào đó, ở đâu lại xuất hiện một cái gì đó, thì ở bên Pháp Luân Công lại nhận vơ. Đây là hiện tượng kỳ lạ. Đấy chính tỏ là Lý Hồng Chí là kỳ lạ. Cho nên bên đấy là rất hay là nhận vơ. Đấy, nhận vơ rồi lừa bịp. Còn chúng ta ấy, là người tin người khác là phải tin vào cái người ta nói ra có thật sự mang đến lành thiện cho mình hay không, có lợi ích hay không, chứ không tin gì vào đến hiện tượng bên ngoài cả. Thầy chúng thấy đúng không? Nhá. Yeah. Kính thưa đại chúng, Nhân sẽ nói về Pháp Luân Công, tự bịa ra, tự nhận vơ ra cái loài đấy là bông hoa yêu đàm tự mình đặt tên ra, xong tự mình gán cho Lý Hồng Chí là như vậy. Kính thưa đại chúng, đức Phật của chúng ta thọ ký duy nhất là đức Phật Di Lặc ra đời, không có thọ ký ra ai vào cái thời nào thuyết pháp, vào giáo pháp của Phật Thích Ca được. Giáo pháp của Phật Thích Ca thuyết đủ cho tất cả những ai muốn tu hành áp dụng đều được giải thoát từ bây giờ cho tới ngày tận Pháp. Tận Pháp là do tâm của chúng sinh chứ không phải do giáo Pháp của Phật không sử dụng được. Thầy chúng rõ chưa? Giáo Pháp của Phật là con đường duy nhất đưa chúng sinh đến giải thoát. Ai áp dụng thì người đó giải thoát, còn ai không áp dụng được, ai phỉ bán, ai chê bai là do người đó có tham ái luyến nhiều cho nên bản thân người đó là tận cái phát thiện ở trong tâm nha, chứ không phải giáo pháp của Phật là nó bị không sử dụng được, không phải thế. Vâng. À.